hến này ha, là còn có tép nữa vô là ngon luôn á. Mình đã nghe măng hến nghe xèo xèo luôn. Này ăn bánh xèo không cũng ngon lắm, tại vì da nó giòn quá, thì giòn. Chào cả nhà, chúc cả nhà mới vui vẻ nha. Hôm nay em sẽ làm bánh xèo. Bánh xèo hết. À, với lại hôm nay em có làm bánh xèo tương nữa, tại vì cha mẹ em ăn tương á, nên em có một cây chả tương nữa nè, em sẽ làm bánh xèo tương. À, nhân của bánh xèo của em là có đu đủ nè, mớ giá, và cái này là bông điên điển với hai trái su. Bây giờ em phải làm tắt mấy cái này ra. Em dùng bánh xèo đỏ, bánh xèo này em sẽ dùng với dừa, em sẽ làm nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa nó béo lắm luôn, như vậy em với hộp gà em sẽ đập vô cho nó béo nó ngon. Kèm theo bánh xèo em sẽ có rau gừng nha. Cái này là cắt lòi, cái này là kêu bằng cái gì, bà lá, cái gì, lá lốt, lá cách mình nữa, với rau em ăn kèm sống đó nha. Với cái này là đọc bằng lá bằng lăng nè, ăn ngon lắm luôn á. Giờ em xắt mấy rau củ quả này để em xào nha, làm nhân á. Giờ em sẽ xắt bút xô trước. Mình ăn bánh xèo này nè, nhân á, thường mình ăn nhân của củ dừa với măng á, hay là ngon lắm luôn á, ngọt. Rau củ quả á, tùy theo người thích, còn em thì thích ăn đu đủ. Đủ nó ngon, nó ngọt. Nhà mẹ sáng mẹ đi chợ mua còn dư hai trái su, em lấy em xắt kèm theo luôn. Đu đủ này em không có xắt, em bào nha. Mình làm đu đủ này nè, mình lựa mấy cái mà nó đừng có chín quá mà đừng có sống quá, nó đỏ ẩn ẩn đỏ đỏ gì làm được rồi nè. Đây, thường thường quê em kêu bằng đu đủ đúng mỗi dịch á, vì còn hơi đỏ hơi chín rồi đó. Cũng bào đủ gần xong rồi nghe, nạo dừa cũng xong luôn rồi. Dạ, em nhắc nước cốt dừa để mình hồi pha bột nha. Nhắc xong rồi em quay qua em thật xào nhân. Nước cốt dừa làm cho bánh xèo mình nó béo và nó giòn. Em dân miền Tây nên xài tay, không có xài bao tay nha. Nhưng mà cái tay nó rửa sạch rồi. Thứ em cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ em sẽ lên chảo em xào nhân luôn. Em sẽ chiên hai miếng cá tương cho cha mẹ em trước nha. Khi xong mình cắt ra cái nữa mình xào nhân mình bỏ vô làm nhân cho cha mẹ. Em có đem vô đây một tí muối, tí bột ngọt, tí hạt nêm nha. Em không thiếu đường nữa nha. Thêm tí đường nữa.
bỏ đủ vô luôn. Đủ màu sắc luôn ha, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng nữa. Em đến xào chín này giờ em sẽ dớt qua đây để cho nó ráo nước lại. Em thấy chảo này em rửa em sẽ chiên bánh nha. Thơm quá. Em chia ra bột mớ để em làm đồ tương cho. Giờ tới em làm đồ mặn nha. Hến này nghe là còn có tép nữa vô là ngon luôn á. Mình đã ăn hến. Hấp dẫn quá. Mình giống gỗ quá ha. Gỏi với hến. Ok nha. Phần nhân của mình đã rồi. Giờ em sẽ đổ bột nè. Em dùng bột làm sẵn á. Nhiều có hương xưa nè. Em dùng một ký, hôm nay em làm một ký bột nha, bột nửa ký. Hồi đó làm bánh xèo á, bây giờ xưa á, làm bánh xèo á. Lớp nào ngâm gạo ha, rồi quay lại xay xong vàng rồi mới làm bánh xèo rồi. Chứ bây giờ có bột này mình khỏe lại nè. Chứ theo lúc xưa hay là ngồi mình làm ăn bánh vậy hay là biết lâu rồi. Ngồi mình xay bột á, em thấy nó đổ nước cốt vô nãy em dắt á. Đổ vô vừa vừa thôi, mình pha bột một hồi để mình coi cái lượng nó thế nào rồi mình thấy đổ thêm nha. Sẽ bỏ thêm nửa chà bia ớt nữa vô nữa nha cho nó giòn á. Rồi nha, nhiều chỗ á dùng tới một lon bia ăn luôn á cho nó có hơi ga vô đó, nó giòn bánh lắm luôn á. Còn em thì dùng bia ớt thôi. Còn cái tương á thì em không có dùng trứng gà, còn hồng nữa em cái mặn em sẽ múc viên, em sẽ đặt quả trứng gà vô. Em sẽ sắc hành bỏ vô thêm nữa nè. Rồi bỏ bột nghệ vô cho nó thiêu thêm bột nghệ nữa. Người ta cũng có sẵn hành với bột nghệ sẵn là, nhưng mà cái màu em không có chịu, không có ưng cho lắm á, nên em bỏ vô thêm nữa nha.
Không, bây giờ em sẽ là đổ bánh xèo tương trước nha. Rồi hấp bánh xèo mặn xem. Nghe xèo xèo luôn. Đổ dày quá. Dày vậy. Cái này em đổ hơi dày vậy nè. Ôi. Bánh nó ngon. Bột hơi đặc. Nghe xèo xèo luôn rồi, là bánh xèo bây giờ. Ôi, nó khét luôn, quá đỡ. Giờ em chiên bánh xèo tương xong rồi, giờ em bưng cho cha mẹ em ăn trước nha. Rồi chiên thì bạn sao? Chứ rửa thêm mấy gam nữa. Bỏ gam lấy cọc rửa đi. Vậy đầu tiên em cũng làm xong rồi, bây giờ em chuyển qua em làm bánh xèo hết nha. Tiền của em á, lửa nó hơi áp nên nó hơi bị đen chút xíu nha. Ồ, cái này nó bị dễ à. Cái này nó bị mỏng quá trời, nó bị bể cái bụng nè.
cũng chiên được nhiêu đây nè. Bây giờ em mời cả nhà ăn nha. Hiện tại cũng còn đang chiên nhưng mà còn ít á. Bánh chén còn thơm còn. Redwood chưa leo ra hả? Mình cắt luôn. Nó giòn á. Quay cái giòn của tao cái nhặt con này. Bánh xèo nó giòn, nó da giòn tan luôn nè. Nghe gậu gậu luôn á. Này ăn bánh xèo không cũng ngon lắm, tại vì da nó giòn quá thì giòn. Đấy, có, em còn vài miếng bánh tráng thằng Thâm cuốn đó, mình cứ cuốn theo thôi chứ thực ra khỏi cuốn bánh tráng. Trời ơi, cuốn ghê chưa. Mời cả nhà ăn cùng với em nha. Bánh tráng giòn ngon quá cả nhà ơi. Bánh xèo giòn ha. Rồi kẹp trong với hớm rồi đu đủ nữa. Nó ngon, nó ngọt lắm luôn á. Kèm thêm rau nữa. Ăn vô rất là ngon. Đu đủ hồi nãy á, em không có xào chín tới, xào chín em chỉ xào vừa tới thôi. Mình kẹp chung với cái này á, cái bánh xèo này á, ăn nó giòn mà nó sực sực ngon lắm. Rồi hến á thì cắn vô cái dúng con hến tới giờ nó bùi bùi mà nó béo mà nó ngọt làm sao. Kẹp chung với rau, cái này là rau bằng lăng nè, lá bằng lăng á. Rồi dưới đây là lá cách. Có dưa leo nữa mà quên sách à. Để hồi nữa em sách sao, mang sao. Nồi ghế nè. Rồi có ra cắt lòi nữa hay gì á. Ủa gì, đúng rồi, cắt lòi. Bánh xèo là nhà rau, nhà nhiều rau mới ngon. Nước chấm này he mà chua chua cay cay ha. Bánh ngọt ngọt á, kèm chung với mình chấm với xến xèo nghe là ăn là xuất sắc luôn. Ngon quá. Ngon hến. Nãy ăn trúng miếng bông nguyên điển á, có được vài bông á. Ủa nó bùi, nó ngon á. Mời mọi người ăn thêm cuốn với em nữa nha. Cắn cái miếng bánh xèo mà ở ngoài da
ở ngoài ngoài bìa ghẹ, ồ nó giòn mà nó giòn tan mà nó béo thơm lắm luôn á. Cái nhà nào á mà có làm bánh xèo á, làm theo cách của em nè, nó giòn mà nó béo luôn. Có dừa, dừa nó béo ha, mà nó tạo ra cái độ sánh giòn, rồi thêm mình bỏ hộp gà vô với bỏ bé ấp vô á, bánh xèo mình nó giòn mà nó thơm luôn á. Thôi là sữa đậu nành á, mình bỏ sữa đậu nành vô. Sữa đậu nành làm bánh xèo mình giúp cho bánh xèo của mình nó cũng giòn, cũng ngon luôn, nó thơm, nó béo. Giờ em sẽ ăn không một cái mới ngon. Em ăn không như vậy nè, mình cắn cái ha. Nó giòn quá. Clip của em cũng tới đây xin đây tạm dừng. Em hẹn cả nhà clip sau nha. Chào tạm biệt cả nhà.